Rồi, xin chào tất cả các cô chú anh chị nha. Thì hôm nay là ngày thứ bảy rồi, là một tuần là mình và cậu Tư là trực xuyên suốt ở trong bệnh viện với chị Thanh. Thì mấy hôm nay thì mình có nhận được thêm sự giúp đỡ của một số anh chị nữa. Thì mất trước thì mình đã trao cho chị coi cậu Tư rồi. Thì hôm nay là mình nhận thêm được là sự giúp đỡ của chị là Huệ Kim Trương đó, thì có gửi cho cậu Tư là 50 đô. Rồi ngày 18 tháng 1 á, thì mình nhận thêm sự giúp đỡ của chị Cát Phương ở bên Pháp, là có gửi cho cậu Tư là một thêm 1 triệu nữa là để mà cho cậu Tư đi khám bệnh nè, cũng như cậu Tư xây sở tiền sinh hoạt hàng ngày đó. Thì chị Cát Phương á, là có gửi thêm cho chồng của chị Thanh là chú Lăng, là có gửi thêm cho người chồng vô thăm chị Thanh á, là có gửi thêm cho 1 triệu cho cái anh đó đó. Với lại là chị mấy hôm nay thì mình có nhận thêm được sự giúp đỡ của chị Cát Phương nè, hồi nãy có gửi cho cậu Tư 1 triệu, rồi gửi cho chồng 1 triệu, và gửi cho chị thêm hai mẹ con của chị Thanh là 3 triệu nữa. Mọi người thấy rõ không? Rồi với lại là chị Cát Phương ở bên Pháp nha mọi người. Rồi mình có thêm là chị Phạm Thị Nhung ở bên Pháp nữa, thì có gửi thêm cho chị Thanh là 700 ngàn. 700 ngàn. Với lại là chị Nhung cũng có gửi cho bé Ngò, bé Ngò bị bại não đó mọi người, là bé Ngò là 700 nữa. Đây, mà chị Phạm Thị Nhung ở bên Pháp là có gửi cho bé Ngò là 700. Thì bây giờ mình gặp cậu Tư rồi, thì mình sẽ trao cái số tiền này cho cậu Tư hôm nay luôn, để cho cậu Tư kịp cậu Tư ăn Tết. Cậu Tư thì hôm nay thì mắt cậu Tư như thế nào rồi? Hôm nay cũng đỡ rồi. Đỡ rồi ha. Đó thì các cô các chú á, các anh các chị có gửi tiền về cho con để mà con gửi cho cậu Tư, để mà mọi người nói là cũng muốn gửi cho cậu Tư trước Tết để mà cậu Tư ăn Tết. Thì hôm nay thì hai cậu cháu mình ở trong bệnh viện với chị Thanh mấy hôm nay rồi, thì bây giờ con gặp cậu Tư ở đây thì con cũng trao số tiền này cho cậu Tư luôn ha. Đó thì số tiền là ô chị Huệ Kim Trương là 50 đô, thì con sẽ đổi ra tiền Việt cho cậu Tư luôn, chứ cậu Tư bên kia là trong giường không mà cũng không có chỗ đổi. Là số tiền là 50 đô, nếu 100 đô thì 2 triệu 3. Đó thì 50 đô thì 1 triệu 150 ngàn. Đó với lại là chị Cát Phương á, là gửi thêm 1 triệu nữa là 2 triệu 150 ngàn. Đó thì con sẽ gửi cho cậu Tư luôn. Mà cậu Tư nè, con hỏi nè, nếu mà cái tiền của chồng, gửi cho chồng của chị Thanh á, thì bây giờ làm sao con có thể gặp được chồng của chị Thanh? Bây giờ mấy hôm nay thì có qua thăm nhưng mà về rồi, thì bây giờ nếu mà con hẹn xuống xuống nhà của chị Thanh được không ta? Chắc được mà. Chắc được ha. Con cũng mong là sẽ chịu xuống để mà con trao số tiền này luôn. Con cũng muốn gửi cho cậu, nhưng mà thôi giờ để con gặp trực tiếp con trao luôn cho cậu, cho cái người chồng đó, để mà về để hôm nay thì con về con hẹn thứ coi sao chút xíu thôi. Cậu Tư gọi thứ coi bữa nay có đi làm không. Chút gọi rồi có gì cô biết gặp đi giáp mặt để trả tiền đi cho nó tiện. Dạ, ủa mà cậu Tư hổng về á, bữa đó về tự nhiên con không có ở đó, rồi không biết là chồng của chị Thanh á, rồi về có nói gì không, cậu Tư có dặn dò gì không? Không có, là khờ muốn chết luôn rồi, đâu có dặn dò gì. Khờ muốn chết luôn hả? Vậy cậu Tư thấy thấy khờ dữ lắm phải không? Con cũng thấy như vậy á, mà mọi người thì cũng chưa có biết rõ về người chồng của chị Thanh, thì bây giờ cậu Tư có thể nói rõ về người chồng cho mọi người được biết không? Người chồng đó bây giờ là người chồng sau của chị Thanh ha. Đúng rồi. Người chồng sau, vậy là người chồng sau và chị Thanh là có được hai người con. Hai người con là một người con trai và một đứa con gái là bé Hương. Rồi vậy thì người con trai là năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả cậu Tư? Năm nay khoảng 20 tuổi. Năm nay khoảng 20 tuổi rồi. Nhưng mà có bình thường không hả cậu Tư? Chắc nó cũng hơi giống cha nó, tại vì nó cũng hơi tẩn nó có bệnh luôn. Vậy thì anh Lăng á, là chồng của chị Thanh, là bây giờ là cái tinh thần, cái đầu óc nó cũng không có được bình thường ha cậu Tư? Đúng rồi, tại vì chồng Thanh nó cũng không có được bình thường cho mấy nữa. Như hả? À, không có được bình thường. Rồi á, con thấy là khờ lắm mà hổm, con gặp mấy ngày là con thấy khờ quá. Rồi lắm, ai ai kêu gì mằng mấy à, đi mằng người ta nhờ người ta thương á,
Rồi người ta kêu gặp mấy người khó, tại mần nó chậm chạp lắm. Mấy người nào hiểu biết đó, gần gũi gần gần đó, người ta kêu chỉ mần gần gần thôi, mần đi mần xa người ta không muốn đâu. Không muốn tại đâu. Vì mần nó không được lanh lợi hung đó, không không nhanh hơn chậm ghi à, vậy sai đâu làm gì gì đó phải dặn dò hai đôi hai ba lần mới làm được thôi, chứ không phải người ta nói ra biết rồi làm đó làm này kia vậy đó, nhanh lanh lợi thì không bằng. Dạ trời đất ơi, cũng khổ quá ha. Rồi chị Thanh này chị cũng bị bệnh, còn chú cũng bị chúng chú chồng cũng bị bệnh luôn, rồi mấy đứa con rồi, bây giờ bé Hương cũng bị bệnh rồi à. Bây giờ cái người con trai đó cũng bệnh, có bị bệnh không cậu Tư? Bệnh cũng bị bệnh đó, nó khờ 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 cũng bị bệnh tâm thần luôn. Cậu ruột nó lên mà nhiều khi nó cũng không có hỏi nữa, không biết họ biết, nhưng mà nó làm như nó lờ khờ, nó không có hỏi, cũng như chào hỏi gặp người ta thì con cháu lên cậu thì mừng gỡ này nọ, là nó không có. Nó lờ khờ làm như mình không quen biết với nó đó. Trời đất ơi, cậu nó không bà con với nó hay gì. Trời đất ơi, sao mà nguyên gia đình ai cũng khờ khờ hết trơn vậy trời. Vậy thấy người chồng con thấy sao con thương quá, thấy cũng thấy thương mà hiền hậu, hiền dữ lắm, hiền mà khờ nữa. Nó thì người chồng của chị Thanh đó mọi người, là cũng chú cũng đi làm thuê làm mướn đó mọi người, ai thuê gì làm đó thôi. Thì mấy ngày chị Thanh nhập viện á thì chú cũng có vô chị thăm thăm hai mẹ con, chăm sóc hai mẹ con chị Thanh cũng tận tình và chu đáo lắm, cũng đi lấy cơm cũng đi mua nước mà nôi để mà rồi lau mặt lau mày rồi chải đầu chải cổ cho hai mẹ con, nó cũng thấy cũng đứt ruột đó. Thì nói chung là vô á, chờ người chồng vô thì cũng hy vọng là hai mẹ con có tinh thần mà thoải mái, có người giống như có người kệ cài cận chăm sóc, có người kế bên chăm sóc thì cái tinh thần của hai mẹ con cũng đỡ hơn, thoải mái hơn. Rồi bây giờ mấy bữa nay đi về bánh đi, cũng đi làm lại cho người ta thì không có nghỉ được đúng không cô Tư? Chồng Thanh gì bển thì cũng đi mần cho người ta đó. Với con bệnh nữa, cái con nó bệnh nó nghỉ mấy bữa lo cho con, thấy vậy gia đình đơn sức rồi cho nên cậu phải ở bên này chứ đâu có bỏ đi được. Thôi cũng làm thuê cho người ta cũng đâu có nghỉ được đâu à. Bởi vì cũng tội nghiệp, cũng nghe biết vợ tuy là không có còn sống chung nữa nhưng mà nghe vợ bệnh rồi vợ nhập viện rồi con nhập viện rồi cũng sắp xếp mình nghỉ 2-3 ngày chạy qua thăm thì cũng mừng lắm, thật sự con thấy được con mừng lắm. Rồi á, mà cậu Tư có thể cho con biết được là hồi xưa là hai mẹ con có ly dị chưa? Ủa lộng, là không phải hai mẹ con, là hai vợ chồng hai có ly dị chồng. Chưa 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 có ly dị nha, có ly dị chưa á. Thanh gì chảnh thì nó cũng còn nhập hộ khẩu gì chảnh, nó cũng như hai người cũng như cũng vẫn cho tới lui, nhưng mà tại vì Thanh bệnh đó rồi cho nên hai người không tới lui thôi, cũng ít tới thôi, cũng như lâu lâu mới xuống thăm lần vậy đó. Cũng có chứ, thăm cũng có thăm. Rồi người con trai có xuống thăm mẹ không? Cũng có, khi nào mẹ nó điện, không phải như con người ta mà sáng suốt tự nhiên nhớ mẹ thăm mẹ, lúc nào mẹ điện nhớ nhiều á, điện nó mới xuống. Vậy rồi, ha. Điện kêu thì xuống, cũng tại vì tánh lờ khờ như cha nó đó, không được thông minh hơn, không có được thông minh hơn. Dạ. Chứ khi nào mẹ nó nhớ quá, mẹ nó điện thì nó xuống. Chị Thanh ha. Chị Thanh á. Thanh, cái người con trai đó tên gì ha con? Nó tên Bình. Bình con ha. Thứ hai nó tên Bình. Tên Bình. Rồi bà Bình với bé Hương. Bà Bình Hương. Rồi, dạ. Rồi con cũng hy vọng là khi mà chị Thanh chị xuất viện về á thì con cũng mong là hai mẹ con sẽ thường xuyên tới để thăm hai chị Thanh, cho chị Thanh chỉ phục hồi trí nhớ lại, cũng như là chị không có còn mà buồn cũng trầm cảm như vậy nữa. Mà con thấy khi mà cái chú này qua nè, hôm qua cũng bất ngờ quá, con cũng không có dàn xếp được đó, thì qua cũng bất ngờ quá, chị Thanh chỉ không có nhớ được. Đúng rồi, không nhớ. Không biết còn đuổi ông xã nữa, mà ông xã mà không nhớ luôn, mà không nhớ ông xã luôn, không nhớ đâu. Anh đó, anh Chính Lăng đó đâu phải là chồng của em đâu, nói vậy ha. Qua đâu có nhớ gì đâu à. Đâu biết người đó là người chồng đâu. Đúng rồi, ngồi kế bên mà cũng không có ấn tượng gì hết á. Mỗi lần làm này kia không cho, cũng như không cho người chồng làm, cũng như là người đó cũng như nghĩ người đó không quen với em gái mình á, Thanh đó. Lúc bệnh á nghĩ người đó như không quen với Thanh, cho nên làm gì cũng như làm như không thích người đó làm, không cho làm. Rồi chú đem cơm đồ gì kia vô chị Thanh chỉ có ăn không? Ăn chứ. Mỗi lần ấy cơm nó tự kêu, chưa tới giờ nó còn kêu rồi đó.
Mà thấy cũng tội nghiệp, thấy chú cũng tội nghiệp, mà cũng 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 biết lo lắng cho vợ con, nhưng mà cho không có sống chung nữa thôi. Thì cũng cho nó tới lui sống chung đó, nhưng tại vì mắc bệnh đó, chảnh nó phải về về coi đứa lớn nữa, cho nên hai mẹ con phải sống riêng rồi, chứ anh em ai cũng đâu có không cho đâu, rồi tự vì mắc có đứa nhỏ chảnh nữa, cho nên phải về lo đứa nhỏ. Thì cũng ăn thua nó muốn tới lui thì vẫn cho, chứ anh em không ai cấm hết. Dạ nói chung này cũng người chồng và người con trai lớn thì nói chung cũng phải tới lui thường xuyên để mà thăm nom hai mẹ con cho chị Thanh, chỉ từ từ chỉ bình phục lại, chứ bây giờ chị trầm cảm, chị buồn hoài, Đợt chị này buồn gia đình. về về cái điện cho thằng Bình xuống thăm, thăm cho nó đỡ 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 buồn. Thôi cái chuyện đó đi về thì hai cậu cháu mình sắp xếp ha, sắp xếp người chồng người con cho đoàn tụ gia đình cho nó vui vẻ ăn Tết rồi này kia. Thôi trời ơi thấy cũng đứt ruột Thì thiệt cũng chứ. mong cho nó thay em gái mình, nó đừng có suy nghĩ nhiều, cho nó tâm thần tâm trạng nó bớt đỡ mình được phần nào. Mừng cậu ta làm anh thì cũng mừng lắm. Dạ thôi cũng cũng gán hy vọng mình gán vàng xếp cậu Tư ơi. Thôi bây giờ cũng gặp cậu Tư nè, thì con cũng trao số tiền của chị Huệ Kim Trương với lại là chị Cát Phương cho cậu nè. Bây giờ chị Huệ Huệ kia chị Huệ Trương nè, chị có gửi cho 50 đô thì con đổi ra tiền Việt cho cậu luôn. Đây tiền Việt là 1 triệu 150 ngàn. Đó rồi với lại là chị Cát Phương đây, số tiền này có tiền người của chị Cát Phương. Đây, số tiền của chị Cát Phương là 1 triệu, Cát Phương ở bên Pháp. Đó thì gửi cho cậu ha, để mà cậu ăn Tết, cứ với lại là có tiền để mới đi khám chữa bệnh nè, rồi tiền để mà xây sở tiền lấy tiền bán vé số rồi đó cậu ha. Rồi Thôi cũng em cũng cảm ơn chị Cát Phương với chị Kim Trương đã giúp đỡ cho em số tiền này. Em cảm ơn chị, hai chị. Chúc cho hai chị được nhiều sức khỏe, năm mới làm ăn phát đạt. Dạ, cậu Tư thì cũng nói không nên lời mọi người ơi. Đó Thấy thì mừng quá, mừng như quá. Lâu hồi không đó biết bán vé số bao nhiêu bán mới được cầm số tiền này hả cậu? bán số chắc chắc cũng lâu lắm Trời ơi cầm tiền mà run luôn, thôi cất đi cậu ơi. Ha, cất đi. Không sao đâu, gán đi, gán gán lo cho mẹ con chị Thanh cũng như là có tiền để đi khám bệnh nha cậu ha. Trời ơi tội nghiệp quá trời, lận. Cầm tiền nhiều quá run tay luôn. Em cảm ơn hai chị. Rồi thì cũng thay mặt cậu Tư là cũng cảm ơn chị Huệ Trương là chị Cát Phương rất là nhiều nha. Đó thì cũng chúc hai chị thật là nhiều sức khỏe và năm mới thì vạn sự như ý, làm ăn phát tài nha mọi người nha hai chị. Rồi thì cũng không quên cũng cảm ơn tất cả các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, các anh chị em cô bác đó thì cũng đã luôn đồng hành cũng như là luôn quan tâm hai mẹ con chị Thanh. Rồi thì cũng chúc tất cả mọi người một năm mới một thật là nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn nha mọi người. Nay này mình tranh thủ mình trao cho cậu Tư của ăn Tết, rồi với lại là cái tiền chồng của chị Thanh thì con nghĩ là chắc để khi nào mà con qua thăm chị Thanh á thì con với cậu sẽ liên hệ cho người chồng xuống thăm chị Thanh, rồi con sẽ trao số tiền đó của chị Cát Phương gửi cho chồng chị Thanh sau luôn. Tới điện Bưu Đít qua đi, rồi cái cậu Tư điện chồng Thanh xuống, rồi lúc giáp mặt gửi gửi tiền cho nó tiện chút. Dạ đúng rồi. Thôi cắt đi cậu Tư ơi, cắt đi. Cũng mừng quá mừng à. Cũng 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 cảm ơn hai chị, cảm ơn Bưu Đít, cảm ơn Bưu Đít đã giúp đỡ cho cậu Tư. Thành thật cũng biết ơn. Chúc cho Bồ Đít với mấy chị một năm mới ăn Tết vui vẻ, được nhiều sức khỏe. Rồi cảm ơn cậu nha, cũng như chúc cậu nhiều sức khỏe nha, cũng chứ chúc cậu và gia đình năm mới bình an, mà gặp nhiều may mắn và phát tài nha cậu. Cảm ơn Bồ Đít nhiều. Rồi bây giờ hai cậu cháu đang đợi chị Thanh chỉ làm thủ tục để mà nhập viện đó mọi người. Thì cũng mong là hôm nay là thủ tục giấy tờ là xong xuôi hết rồi có thể là cho hai mẹ con về nhà ăn Tết cho nó thoải mái, cho vui vẻ thoải mái, chứ ở trong bệnh viện này cũng buồn buồn lắm. Rồi cảm ơn tất cả mọi người nha, rồi mình xin up video tại đây nha mọi người. Đó, mọi người thấy hay thì nhớ bấm vào đăng ký và theo dõi kênh của mình nha. Rồi chúc mọi người xem video được vui vẻ nha.